Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với tin học lớp 10, bài số 6, dữ liệu âm thanh và hình ảnh. Trước khi đến với bài số 6 ngày hôm nay, thì mình sẽ ôn tập lại kiến thức của bài trước nha. Ở trong bài trước, các bạn đã được học về dữ liệu logic. Đầu tiên là các giá trị chân lý và các phép toán logic. Trong phần này thì các bạn đã được học về các logic mệnh đề. Mệnh đề logic là một khẳng định có tính chất đúng hoặc sai. Or, not và so mà các bạn đã học từ bài trước. Tiếp theo các bạn sẽ sang biểu diễn dữ liệu logic. Trong phần này thì các bạn đã được học về kiểu dữ liệu logic là kiểu dữ liệu có hai giá trị đối lập nhau. Để biểu diễn dữ liệu logic thì các bạn sẽ biểu diễn với một bit. Đó là các giá trị 0 và 1 với 1 tương đương với giá trị đúng và 0 là tương đương với giá. Ok, đó là kiến thức của bài trước mà các bạn đã được học. Bây giờ các bạn sẽ bài tiếp theo. Dữ liệu âm thanh và hình ảnh trong tin học lớp 10. Mục tiêu của bài học hôm nay các bạn sẽ được học đó là hiểu được cách biểu diễn âm thanh này. Thứ hai, nhận biết được các định dạng dữ liệu lưu trữ âm thanh này. Và thứ ba là hiểu được cách biểu diễn hình ảnh qua các phương pháp cụ thể. Ok, để hiểu rõ hơn thì giờ mình sẽ đi vào chi tiết từng nội dung trong bài nha. Phần đầu tiên là biểu diễn âm thanh. Trong phần đầu tiên này thì mình sẽ được học mục A, số hóa âm thanh. Âm thanh thì được số hóa bằng cách lấy mẫu biên độ tín hiệu của sóng âm theo chu kỳ lấy mẫu. Phương pháp điều chế mã sung. Đây là phương pháp cơ bản của số hóa âm thanh, bao gồm các bước sau. Bước đầu tiên là lấy mẫu. Đây là bước sẽ lấy giá trị biên độ tín hiệu ở những thời điểm rời rạc và cách đều nhau. Khoảng thời gian giữa hai lần lấy mẫu được gọi là chu kỳ lấy mẫu. Bước số 2 là biểu diễn giá trị mẫu. Đây là bước sẽ chọn một thang biểu diễn giá trị mẫu gồm một số mức đều nhau. Biên độ tín hiệu được quy đổi theo tỷ lệ trên thanh lấy mẫu và làm tròn. Bước số 3 là biểu diễn âm thanh. Dãy giá trị biên độ đã quy đổi tại các điểm lấy mẫu được ghi lại làm biểu diễn âm thanh. Ok, trên đây là các bước cơ bản của số hóa âm thanh trong biểu diễn âm thanh. Vậy thì các định dạng lưu trữ âm thanh đó là gì thì mình sẽ tìm hiểu qua phần B nha. Để định dạng lưu trữ âm thanh thì các bạn sẽ sử dụng phương pháp PCM nha, hay còn được gọi là WAV. Có đặc điểm âm thanh trung thực và kích thước lớn nha. Để giảm kích thước thì người ta sẽ sử dụng hai phương pháp sau. Giảm kích thước của âm thanh. Phương pháp đầu tiên đó là phương pháp nén dữ liệu nhưng không làm giảm chất lượng âm thanh và có định dạng âm thanh như F+ hoặc M4A. Phương pháp thứ hai đó là nén dữ liệu có bỏ bớt một phần thông tin âm thanh và có định dạng âm thanh như MP3, WMA và AAC. Tiếp theo mình sẽ qua phần thứ hai, biểu diễn hình ảnh nha. Trong phần biểu diễn hình ảnh này thì mình sẽ học biểu diễn ảnh bitmap trên máy tính. Ảnh bitmap được biểu diễn là một dạng lưới ảnh gồm một loạt các chấm pixel nhỏ. Mỗi pixel là một hình vuông gắn với một màu có vị trí khác nhau tạo nên hình ảnh. Mình có ví dụ hình ảnh của ảnh bitmap đây. Tiếp theo là độ sâu màu, là một số bit để mã hóa thông tin màu của một điểm ảnh, bao gồm ảnh đen trắng chứa hai màu trắng này và đen. Ảnh thứ hai đó là ảnh màu chứa 16,7 triệu màu, bao gồm đỏ. Thứ hai là xanh lá và thứ ba là đen. Và ảnh thứ ba là ảnh xám chứa 256 màu. Đó là độ sâu của màu. Tiếp theo mình sẽ qua định dạng lưu trữ của ảnh bitmap nha. Bao gồm một số định dạng thường dùng như ảnh IPS. Đây là phương pháp nén có giảm bớt một phần thông tin. Hoặc là ảnh PNG. Đây là phương pháp nén bớt không làm giảm chất lượng. Ok, để hiểu rõ hơn thì giờ mình sẽ đi vào bài tập vận dụng nha. Bài số 1, trong các câu sau, câu nào sai khi nói về ảnh có định dạng JPEG? A. Kích thước tệp nhỏ giảm được chi phí lưu trữ. B. Kích thước tệp nhỏ nên khi dùng với web tải về nhanh hơn. C. Kích thước giảm so với ảnh bitmap. D. Chất lượng ảnh tốt. Và E. Tất cả đều sai. Thì mình sẽ
đưa ra câu trả lời. Đáp án sai sẽ là E nha, tất cả đều là sai vì các câu trên này đều mang đặc điểm GPT-3 nha. Câu số 2, hãy nêu ý nghĩa của các thông số bên dưới. A 128 kilobits, B là 1320 kilobits. Ok, mình sẽ show đáp án nha. 128 kilobit, đây có nghĩa là 128 kilobit dữ liệu âm thanh được biểu diễn trong mỗi giây và chất lượng tương đối. Câu B 320 kilobit, có nghĩa là 320 kilobit dữ liệu âm thanh được biểu diễn trong mỗi giây và chất lượng tốt. Câu số 3, số bit cần thiết để biểu diễn được một giây âm thanh được gọi là gì? A tốc độ bit, B quãng đường bit, C chiều dài bit và D tín hiệu số. Thì giờ các bạn sẽ dừng lại khoảng 2 phút để nghiên cứu đáp án nha. Và giờ mình sẽ hướng dẫn này. Đáp án đúng là A nha. Số bit cần thiết để biểu diễn được một giây âm thanh được gọi là tốc độ bit. Bài số 4, có mấy phương pháp chính để giảm kích thước tệp âm thanh? Thì ở đây mình có hướng dẫn ở phía trên này. Có hai phương pháp chính để giảm kích thước tệp âm thanh nha, đó là nén dữ liệu và thứ hai là bỏ bớt một phần thông tin âm thanh nhưng vẫn đảm bảo chất lượng chấp nhận được. Ok, vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn bài số 6. Mời bạn sẽ sang tiếp bài số 7 nha.